Xin chào các bạn đến với kênh The Village of Lee nha. Có một bạn khách yêu cầu mình móc túi đựng chìa khóa như thế này. Thì hôm nay sẵn tiện mình sẽ quay video hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Về phần nguyên liệu, ở đây là mình sẽ sử dụng hai loại len. Loại thứ nhất là mình dùng len baby yarn và mình sẽ phối ba màu lại với nhau. Các bạn cũng có thể phối màu theo sở thích nha. Loại thứ hai là len milk cotton 50g và màu trắng để mình làm mắt nè. Và ngoài ra mình chuẩn bị thêm một ít bông gòn để nhồi ha. Tiếp theo là chuẩn bị cho mình thêm một cặp mắt có size từ 4 cho đến 7mm nè, cộng thêm keo nến để mình dán nha. Và về phần kim móc thì mình sẽ dùng kim 2.5mm. Các bạn dùng len khác thì nhớ điều chỉnh size kim cho phù hợp nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu móc phần thân túi trước. Mình sẽ tạo một nút thắt, mình đẩy len từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ len. Sau đó mình đưa kim qua vòng tròn, vòng kim, lấy len, kéo qua, thả tay ra, rút len lại, mình đã được một nút thắt nè. Sau đó các bạn len cho mình 7 bính, mình vòng kim, lấy len, kéo qua vòng trên kim, mình được một bính. Tiếp tục vòng kim, lấy len, kéo qua, bính thứ hai. Tiếp tục vòng kim, lấy len, kéo qua, bính thứ ba, bính thứ tư, bính thứ năm, bính thứ sáu và bính thứ bảy. Sau đó để móc hàng đầu tiên, mình sẽ bỏ qua chân bính đầu tiên và mình móc vào chân bính tiếp theo một mũi đơn, mình đưa kim qua chân. Và các bạn chú ý là phần kim móc của mình sẽ nằm trên phía len nha. Rồi mình lấy len qua nè, trên kim mình có hai vòng len, mình lấy len kéo qua hai vòng. Và các bạn đánh dấu lại chân mũi đơn này giúp mình, cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt vào đây. Rồi tiếp tục chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn, mình đưa kim qua chân, vắt kim lên trên phía len để mình tạo mũi đơn chữ X nha các bạn. Như vậy thì chiếc túi của mình sẽ đẹp hơn ha. Mình được mũi đơn thứ hai, tiếp tục chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn, mình đưa kim lên trên phía len rồi mình mới lấy len qua nha. Mình được mũi đơn thứ ba, tiếp tục chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn nè. Mình được mũi đơn thứ tư, tiếp tục chân tiếp theo cũng là một mũi đơn. Mình được mũi đơn thứ năm, đến chân cuối thì mình sẽ móc vào đây ba mũi đơn nha các bạn. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Mũi đơn thứ hai tiếp tục tại chân đó. Và mũi đơn thứ ba, rồi bây giờ mình sẽ móc đối xứng lại nha. Đây, tại chân này, mình sẽ móc vào một mũi đơn nha. Phần len thừa mình sẽ để trên kim, mình giấu luôn cho gọn nha các bạn. Mình được mũi đơn thứ nhất nè, tiếp tục chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Mình được mũi đơn thứ hai, tiếp tục chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Mình được mũi đơn thứ ba, tiếp tục đến chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Và đến chân cuối nè thì mình sẽ móc vào đây hai mũi đơn nha. Mình tăng chân nha các bạn. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó, mình móc thêm một mũi đơn ha, cho đủ hai mũi đơn nè. Rồi sau đó để kết thúc hàng tại chân đánh dấu là chân mũi đơn đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Rồi mình sẽ siết nhẹ lên lại ha. Rồi đến hàng tiếp theo mình lên một bính, siết nhẹ lên lại nè. Rồi sau đó tại chân mình vừa kết mũi trượt là chân mũi đơn đầu tiên luôn á, thì tại chân đó mình sẽ móc vào hai mũi đơn, mình tăng chân nha. Mũi đơn thứ nhất và mình sẽ đánh dấu lại chân này, cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt vào đây cho dễ ha. Rồi tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một mũi đơn. Mình được hai mũi đơn, đến bốn chân tiếp theo mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn nha các bạn. Mũi đơn thứ nhất nè, chân tiếp theo cũng là một mũi đơn. Rồi mũi đơn thứ hai, chân thứ ba cũng là một mũi đơn. Chân thứ tư cũng là một mũi đơn. Thì đến chân tiếp theo mình sẽ móc vào hai mũi đơn cùng một chân, mình tiếp tục tăng chân nha.
Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Mũi đơn thứ hai. Rồi chân tiếp theo mình cũng tăng chân, cũng móc vào hai mũi đơn nha. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó nè. Và mũi đơn thứ hai, đến chân tiếp theo mình tiếp tục tăng chân, mình móc vào hai mũi đơn nha. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và mũi đơn thứ hai, vậy là mình tăng chân xong thì đến bốn chân tiếp theo, mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, chân tiếp theo. Mũi đơn thứ hai, chân tiếp theo. Mũi đơn thứ ba, chân tiếp theo. À, mũi đơn thứ tư, đến hai chân cuối nè thì mình tiếp tục tăng chân nha, mỗi chân mình sẽ móc hai mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Mũi đơn thứ hai, rồi chân tiếp theo cũng là chân cuối, mình sẽ móc vào hai mũi đơn nha. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó nè. Và mũi đơn thứ hai, vậy là mình đã tăng chân xong. Để kết thúc hàng thì tại chân mình đánh dấu là chân mũi đơn đầu tiên mình móc một mũi trượt. Vậy là mình đã xong hàng thứ hai. Đến hàng thứ ba, mình lên một bính, mình siết len nhẹ lại nè. Rồi tại chân vừa lên bính, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi mình đánh dấu lại ha. Rồi đến chân tiếp theo, mình tăng chân, mình móc vào hai mũi đơn nha. Một mũi đơn rồi nè, tiếp tục tại chân đó. Mũi đơn thứ hai. Rồi đến bốn chân tiếp theo thì mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn. Một nè, chân tiếp theo. Hai, chân tiếp theo. Ba, chân tiếp theo. Và bốn, thì đến chân tiếp theo mình bắt đầu móc cụm tăng. Chân đầu tiên là mình sẽ móc một mũi đơn trước ha. Thì đến chân thứ hai mình tăng chân, mình móc vào hai mũi đơn nha. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và mũi đơn thứ hai. Rồi mình sẽ lặp lại thêm hai lần nữa ha. Chân đầu tiên là mình móc một mũi đơn. Chân thứ hai mình tăng chân, mình móc vào hai mũi đơn. Một rồi nè, tiếp tục tại chân đó. Và hai, mình xong hai lần rồi, mình lặp lại thêm lần nữa ha. Chân tiếp theo là mình móc một mũi đơn nè. Và chân tiếp theo nữa mình sẽ tăng chân, mình móc hai mũi đơn nha. Một nè, tiếp tục tại chân đó. Và hai, vậy là mình tăng chân xong thì đến bốn chân tiếp theo, mỗi chân mình móc một mũi đơn. Một nè, chân tiếp theo. Hai, chân tiếp theo. Ba, chân tiếp theo. Và bốn, tiếp tục đến bốn chân cuối mình tiếp tục móc cụm tăng. Chân đầu tiên là mình sẽ móc một mũi đơn nè. Đến chân tiếp theo mình tăng chân, mình móc vào hai mũi đơn nha. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và mũi đơn thứ hai. Rồi chân tiếp theo mình móc một mũi đơn nè. Rồi đến chân cuối mình tăng chân, mình móc hai mũi đơn ha. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và mũi đơn thứ hai. Vậy là mình đã tăng chân xong. Để kết thúc hàng tại chân đánh dấu, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Rồi mình siết lên lại ha. Đến hàng thứ tư mình lên một bính, mình siết nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Rồi tiếp tục tại cái chân mình vừa kết mũi trượt, là cái chân mũi đơn đầu tiên á, thì tại chân đó mình cũng móc một mũi đơn ha. Và các bạn đánh dấu lại chân này. Rồi đến các chân tiếp theo thì mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi đơn nha. Hàng này thì đơn giản rồi ha. Chân thứ hai nè, mình móc một mũi đơn. Tiếp tục đến chân thứ ba, mình cũng móc một mũi đơn. Tiếp tục chân thứ tư, mình cũng móc một mũi đơn. Chân thứ năm cũng tương tự ha, mình cũng móc một mũi đơn. Rồi đến các chân tiếp theo, các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi đơn cho đến cuối hàng nha. Rồi đến cuối hàng tại chân đánh dấu, mình sẽ móc vào một mũi trượt để kết thúc hàng.
rồi mình siết len lại. Đến hàng tiếp theo mình lên một bính và tiếp tục siết len. Và từ hàng này trở đi thì mình sẽ móc tương tự như hàng 4 vừa rồi nha các bạn. Tức là mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn. Chân vừa lên bính nè, mình sẽ móc vào một mũi đơn ha. Và mình đánh dấu lại chân này ha. Bạn nào quen tay rồi thì mình cũng không cần đánh dấu nè. Rồi đến chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự nhé. Mình có 26 chân thì các bạn sẽ móc đủ cho mình 26 mũi đơn nha. Và đến cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt tại chân mũi đơn đầu tiên. Và đến cái hàng tiếp theo mình sẽ lặp lại tương tự như hàng vừa rồi. Và mình gặp lại các bạn sau khi móc xong hàng 15 nha. Mình đã móc xong hàng 15 rồi nè các bạn. Thì ở đây mình cũng đã kết mũi trượt rồi ha. Thì đến hàng 16 mình lên một bính, xít lên lại. Tại chân mình vừa lên bính cũng như là chân đầu tiên đó, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi các bạn đánh dấu lại chân này ha. Tiếp tục đến 12 chân tiếp theo thì mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn, cho đủ 13 mũi đơn nha. Mũi đơn thứ 2 nè, chân tiếp theo. Mũi đơn thứ 3, chân tiếp theo. Mũi đơn thứ 4, chân tiếp theo. 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Sau đó các bạn lên cho mình 13 bính nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Sau đó mình sẽ bỏ qua 13 chân ở phía dưới và mình sẽ nối vào chân đánh dấu cũng là chân đầu tiên nha các bạn. Và mình sẽ móc một mũi trượt. Rồi mình xiết len lại. Đến hàng tiếp theo mình lên một bính, rồi mình xiết len ha. Tại cái chân mình vừa lên bính, mình sẽ móc một mũi đơn. Và mình cũng đánh dấu lại nhé. Sau đó đến 12 chân tiếp theo thì mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn nha. Mình đang móc chân thứ 2 nè. Rồi chân tiếp theo. 3 chân tiếp theo. 4 chân tiếp theo. 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Sau đó đến dây 13 bính nè. Thì mỗi chân bính mình sẽ móc một mũi đơn nha. Đây là chân bính đầu tiên. Mình sẽ móc một mũi đơn. Rồi đến chân bính tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Mình được mũi đơn thứ 2. Đến chân bính thứ 3 mình cũng móc một mũi đơn. Đến chân bính thứ 4 mình cũng móc một mũi đơn. Rồi chân bính thứ 5. Ở đây là mình có 13 chân bính thì mỗi chân bính các bạn móc cho mình một mũi đơn nha. 6 7 8 9 10 11 12
và chân bính cuối là 13. Và các bạn đánh dấu lại chân bính 13 này giúp mình nhé. Và sau đó để kết thúc hàng thì tại chân mình đánh dấu, mình sẽ kết vào một mũi trượt nhé. Vậy là mình đã xong hàng 17, đến hàng tiếp theo mình lên một bính, sau đó xiết lên. Hàng này thì mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn nha. Tại cái chân mình vừa kết mũi trượt là chân mũi đơn đầu tiên nè, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi đến chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự ha. Hàng này các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi đơn cho đến cuối hàng. Cuối hàng thì mình sẽ kết mũi trượt tại chân mũi đơn đầu tiên. Và đến hàng 19, hàng 20 thì các bạn lặp lại tương tự như hàng 18 này giúp mình nhé. Mình đã móc xong hết hàng 19 và hàng 20 rồi nè các bạn. Thì đến hàng 21 mình tiếp tục móc như sau. Đầu tiên là mình lên một bính, rồi mình xiết lên lại. Tại chân mình vừa lên bính mình móc vào một mũi đơn. Rồi các bạn đánh dấu lại chân đó giúp mình nhé. Sau đó đến hai chân tiếp theo, mình sẽ giảm hai chân thành một. Mình đưa kim từ dưới lên trên vào chân ngoài của chân thứ hai nè. Tiếp tục đưa kim từ dưới lên trên vào chân ngoài của chân thứ ba. Sau đó mình lấy len qua. Và mình móc một mũi đơn. Vậy là mình đã giảm chân xong. Đến bốn chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một mũi đơn nha. 1 nè, chân tiếp theo. 2, chân tiếp theo. 3, chân tiếp theo. Và 4. Rồi đến 9 chân tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu móc cụm giảm nha. Chân đầu tiên là mình móc một mũi đơn trước nè. Sau đó hai chân tiếp theo mình sẽ giảm hai chân thành 1. Mình đưa kim vào chân trước nè các bạn. Tiếp tục đưa kim vào chân trước của chân tiếp theo. Mình giảm như vậy để cho thẩm mỹ hơn ha. Rồi mình lấy len móc một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo mình móc một mũi đơn nha. Mình lặp lại đó các bạn. Thì đến hai chân tiếp theo mình lại giảm hai chân thành một. Mình đưa kim từ dưới lên trên vào chân trước nè. Tiếp tục đến chân trước, chân tiếp theo nè. Rồi mình lấy len qua móc một mũi đơn. Mình đã giảm được hai lần rồi, mình lặp lại ha. Chân tiếp theo là mình móc một mũi đơn. Thì đến hai chân tiếp theo mình giảm hai chân thành một. Mình đưa kim vào chân trước. Tiếp tục chân tiếp theo cũng tại chân trước nè. Rồi mình lấy len móc một mũi đơn. Vậy là mình đã giảm xong. Thì đến bốn chân tiếp theo mỗi chân mình móc một mũi đơn nha. Một rồi nè, chân tiếp theo. 2, chân tiếp theo. 3, chân tiếp theo. Và 4, tiếp tục mình còn 6 chân thì mình sẽ tiếp tục giảm nha các bạn. Chân đầu tiên là mình móc một mũi đơn. Thì đến 2 chân tiếp theo mình giảm 2 chân thành 1. Mình đưa kim vào chân trước ha. Rồi sau đó mình lấy len qua nè, móc một mũi đơn. Rồi tiếp tục chân tiếp theo mình móc một mũi đơn. Hai chân tiếp theo cũng là hai chân cuối, mình giảm hai chân thành một ha. Vậy là mình đã giảm xong. Để kết thúc hàng tại chân đánh dấu nè, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Sau đó mình xiết len lại. Đến hàng tiếp theo mình lên một bính và tiếp tục xiết len. Hàng này mình tiếp tục giảm nha. Chân vừa lên bính và chân kế bên mình giảm hai chân thành một. Mình đưa kim vào chân trước của chân đầu tiên nè. Tiếp tục đưa kim vào chân trước của chân thứ hai. Rồi mình lấy len móc một mũi đơn. Vậy là mình đã giảm chân xong. Các bạn đánh dấu lại chân này nhé. Tiếp tục đến 4 chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một mũi đơn nè. 1, rồi chân tiếp theo. 2, chân tiếp theo. 3, chân tiếp theo.
và 4, thì đến hai chân tiếp theo mình lại giảm hai chân thành 1 nhé. Mình đưa kim vào chân trước, tiếp tục chân trước của chân tiếp theo nè, rồi lấy len móc một mũi đơn. Tiếp tục đến hai chân tiếp theo mình lại giảm nè. Tiếp tục hai chân tiếp theo mình giảm ha. Vậy là mình đã giảm xong, đến 4 chân tiếp theo mỗi chân mình móc một mũi đơn nha. 1 nè, chân tiếp theo. 2, chân tiếp theo. 3, chân tiếp theo. Và 4, đến 4 chân còn lại nè, thì mình sẽ tiếp tục giảm nha. Hai chân tiếp theo mình giảm hai chân thành 1. Tiếp tục hai chân cuối mình giảm hai chân thành 1. Vậy là mình đã giảm xong. Để kết thúc hàng tại chân đánh dấu là chân mũi đơn đầu tiên nè, mình móc vào một mũi trượt. Rồi mình xiết lên, đến hàng tiếp theo mình lên một bính. Hàng này mình tiếp tục giảm nha, chân vừa lên bính và chân kế bên mình giảm hai chân thành 1. Mình đưa kim vào chân trước của chân đầu tiên nè, tiếp tục đưa kim vào chân trước của chân thứ hai. Mình lấy len móc một mũi đơn. Và các bạn đánh dấu lại chân này ha. Tiếp tục đến hai chân tiếp theo mình giảm lần thứ hai. Tiếp tục hai chân tiếp theo mình giảm lần thứ ba. Rồi tiếp tục hai chân tiếp theo mình giảm lần thứ tư. Tiếp tục hai chân tiếp theo mình giảm lần thứ năm. Tiếp tục hai chân tiếp theo mình giảm lần thứ sáu. Và đến hai chân cuối nè, thì mình giảm lần thứ bảy nha. Vậy là mình đã giảm chân xong, sau đó tại chân mình đánh dấu là chân mũi đơn đầu tiên, mình sẽ kết vào một mũi trượt để kết thúc hàng nha. Rồi mình xiết len lại, sau đó mình cắt len đi. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn phần thân. Phần len thừa này mình sẽ dùng kim dấu đi cho gọn nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần miệng của túi nha. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu tại chân bên tay phải. Đây là cái chân đầu tiên nè các bạn. Mình đưa kim vào đây nha. Sau đó mình lấy len qua. Và mình lên một bính. Tiếp tục tại chân mình vừa lấy len, mình móc vào một mũi đơn. Các bạn đánh dấu lại chân mũi đơn này nha. Cuối hàng mình sẽ biết chân nào để mình kết mũi trượt nha các bạn. Rồi tiếp tục đến 12 chân tiếp theo thì mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn, cho đủ 13 mũi đơn nha. 2 rồi nè, chân tiếp theo. 3, chân tiếp theo. 4, chân tiếp theo. 5, chân tiếp theo.
Và 6, phần len thừa này các bạn cắt đi ha. Rồi tiếp tục mình móc tiếp nha. Chân tiếp theo nè. 7, chân tiếp theo. 8, chân tiếp theo. 9, 10, 11, 12 và 13. Sau đó đến phần góc này, mình có hai chân. Chân thứ nhất nè. Tiếp tục, đây là chân thứ hai, thì mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn nha. Đây, chân đầu tiên mình móc vào một mũi đơn. Tiếp tục đến chân tiếp theo, mình móc vào một mũi đơn. Vậy là mình đã móc xong phần gốc. Đến phần miệng ở phía trên nè, tại cái chân mình đánh dấu là chân đầu tiên của phần miệng á, thì tại chân đó mình móc vào một mũi đơn nha. Mình được mũi đơn thứ nhất. Tiếp tục đến chân tiếp theo là vòng len nằm ở phía trên nè các bạn, thì mình móc vào đây một mũi đơn. Mình được mũi đơn thứ hai. Tiếp tục chân tiếp theo là cái vòng len nằm phía trên nè, các bạn thấy rõ không? Đó, mình móc vào đó ha. Mình được mũi đơn thứ ba. Chân tiếp theo, mũi đơn thứ tư. Chân tiếp theo. Ở đây là mình có 13 chân thì mình sẽ móc đủ 13 mũi đơn nha. Mình móc xong mũi đơn thứ năm rồi nè. Chân tiếp theo, mũi đơn thứ 6, chân tiếp theo nè. Mũi đơn thứ 7. Và 13. Sau đó đến phần gốc, ở đây là mình cũng có hai khoảng trống nè. Thì mỗi khoảng trống mình móc vào một mũi đơn nha. Khoảng trống đầu tiên mình sẽ móc vào cái vòng len phía trước như thế này ha. Rồi một mũi đơn. Rồi đến chân tiếp theo nè, khoảng trống tiếp theo mình móc vào một mũi đơn nha. Vậy là mình đã móc xong phần gốc. Sau đó để kết thúc hàng, tại chân mũi đơn đầu tiên á, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Xiết len lại, đến hàng tiếp theo mình lên một bính. Tiếp tục xiết len, tại chân mình vừa lên bính là chân mũi đơn đầu tiên, mình móc vào một mũi đơn. Rồi các bạn đánh dấu lại chân này ha, cuối hàng mình kết mũi trượt vào đây nha. Đến 12 chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn, cho đủ 13 mũi đơn nha. Mũi đơn thứ hai nè. Chân tiếp theo. 3. Chân tiếp theo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 và 13. Sau đó đến hai chân tiếp theo thì mỗi chân mình sẽ tăng nha. Mình móc vào hai mũi đơn cùng một chân. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và mũi đơn thứ hai. Rồi chân tiếp theo mình cũng tăng nè. Một mũi đơn tiếp tục tại chân đó. Và hai mũi đơn, và là mình đã tăng chân xong. Đến 13 chân tiếp theo thì mỗi chân mình lại móc một mũi đơn nha. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục chân tiếp theo. 2, chân tiếp theo. 3, chỗ này mình tua nhanh ha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 và 13. Rồi ở đây mình còn hai chân cuối nè, thì mỗi chân mình tăng nha. Chân đầu tiên mình móc hai mũi đơn, 1 nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2, đến chân thứ hai mình cũng tiếp tục tăng, mình móc hai mũi đơn nha. 1 nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2, vậy là mình đã tăng chân xong. Thì để kết thúc hàng tại chân đánh dấu, mình móc một mũi trượt. Rồi đến hàng tiếp theo, mình lên một bính, xiết lên lại. Tại chân vừa lên bính, mình móc một mũi đơn. Và mình đánh dấu lại nhé. Hàng này thì đơn giản nha các bạn, mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn là được ha. Chân tiếp theo mình móc một mũi đơn nè. Tiếp tục chân tiếp theo cũng là một mũi đơn. Đến các chân tiếp theo các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi đơn cho đến cuối hàng nhé. Rồi đến cuối hàng tại chân đánh dấu, mình móc vào một mũi trượt nhé. Đến hàng tiếp theo mình lên một bính. Tiếp tục tại chân đó mình sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi mình cũng đánh dấu lại nhé. Đến 12 chân tiếp theo, mỗi chân mình móc một mũi đơn nha các bạn. Khúc này thì đơn giản rồi ha. 2 nè. 3. 4, mình tua nhanh khúc này nha. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Và 13. Thì đến 2 chân tiếp theo, mình giảm 2 chân thành 1 nha. Mình đưa kim vào chân trước nè. Tiếp tục đưa kim vào chân trước của chân tiếp theo. Rồi mình lấy len móc một mũi đơn. Đến hai chân tiếp theo mình tiếp tục giảm hai chân thành một. Mình đưa kim vào chân trước. Và mình lấy len móc một mũi đơn. Vậy là mình đã giảm xong. Thì đến 13 chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn nha. Khúc này thì đơn giản rồi ha. Mình sẽ tua nhanh nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Mình còn 4 chân cuối nè, thì mình tiếp tục giảm nha. 2 chân tiếp theo mình giảm thành 1. Tiếp tục đến 2 chân tiếp theo mình giảm thành 1. Vậy là mình đã giảm xong. Để kết thúc hàng tại chân đánh dấu, mình móc một mũi trượt, xiết len lại, sau đó mình cắt len đi nha. Và cuối cùng là mình giấu len thừa nữa là xong. Bây giờ là mình tạo một nút thắt để mình xiết len lại nha. Rồi sau đó mình tiếp tục giấu len, mình giấu luôn ở mặt trước luôn nha các bạn. Và công đoạn cuối cùng là mình bẻ len xuống như thế này để mình tạo thành hình đôi môi nha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn móc phần miệng rồi nè. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay chân nha. Trước khi tạo nút thắt, các bạn chừa cho mình một đoạn len dài xíu ha. Rồi sau đó mình tạo nút thắt nè. Và các bạn lên cho mình 5 bính. 1 2 3 4 5. Sau đó mình bỏ qua một chân và mình móc vào chân tiếp theo 2 mũi đơn. 1 nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2, tiếp tục tại chân đó mình móc vào 1 mũi trượt. Rồi đến 3 chân tiếp theo, mỗi chân mình móc 1 mũi trượt nha.
một rồi nè, chân tiếp theo. Hai, chân tiếp theo. Và ba. Vậy là mình đã xong phần tay chân rồi đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn cắt len ha, trừ cho mình một đoạn len dài nhé. Các bạn làm cho mình thêm 3 cái tương tự như vậy nhé. Sau khi mình làm đủ 4 cái thì tiếp theo mình sẽ nối vào thân nha. Đầu tiên là mình sẽ nối để tạo chân. Để xác định được điểm mà mình cần nối vào thì các bạn thấy đây là hàng đầu tiên. Mình sẽ bắt đầu từ giữa trung tâm hàng đầu tiên cho đến chân tiếp theo ha. Bên kia cũng tương tự nè, giữa trung tâm của hàng đầu tiên và cắt lên trên đó một chân nhé. Và cách đưa kim mình sẽ đưa từ mặt trái ra mặt phải nè. Rồi sau đó mình lấy phần chân vào. Và các bạn chú ý là mình sẽ đưa mặt phải ra bên ngoài nha. Mình đang lấy cái vòng len bên tay phải trước. Thì tiếp theo mình đưa kim qua bên tay trái, thì mình sẽ lấy cái vòng len bên tay trái qua nha. Rồi xong một chân, chân tiếp theo cũng tương tự nè. Mình đưa kim vào chân, lúc này là mình đang đưa kim vào chân bên tay trái. Thì mình sẽ lấy len bên tay trái qua. Tiếp tục mình đưa kim vào chân bên tay phải nè. Rồi lấy len bên tay phải qua. Sau đó là các bạn điều chỉnh lại xem là phần chân của hai bên có đều hay chưa ha. Nếu mà chưa đều thì mình sẽ điều chỉnh lại nha. Bên tay phải nó đang bị cao hơn nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại nha. Rồi sau khi mình kiểm tra hai bên chân đã đều nhau rồi thì tiếp theo mình sẽ đưa mặt trái ra ngoài. Mình sẽ cột hai vòng len lại với nhau để cho giữ phần chân cho chắc chắn nha. Sau khi cột xong rồi thì mình cắt len đi, vì phần này ở bên trong mình cũng không cần giấu len nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ lại đưa mặt phải ra bên ngoài. Vậy là mình đã may xong phần chân rồi nè. Tiếp theo là mình sẽ may phần tay nhé. Và mình sẽ may ở cái hàng nằm phía dưới miệng nha các bạn. Đây là hàng này với hàng ở phía dưới nữa nha. Mình sẽ may trong hai hàng này nha. Và mình cũng đưa kim từ trong ra ngoài nè. Mình đưa vào cái hàng ở phía dưới trước. Và các bạn nhớ là mình cũng đưa mặt phải ra bên ngoài ha. Thì mình sẽ lấy len bên tay phải trước nè, mình kéo qua. Tiếp tục đưa kim vào hàng bên tay trái. Đó, rồi mình lấy len bên tay trái qua. Mình đã xong được một tay thì tay bên kia các bạn cũng đối xứng qua tương tự nhé. Và mình cũng đưa kim từ trong ra ngoài vào cái chân bên tay phải trước. Rồi lấy len bên tay phải qua nè. Sau đó mình đưa kim vào hàng ở phía dưới là hàng bên tay trái. Rồi tiếp tục lấy len kéo qua. Và tương tự như phần chân mình cũng sẽ cột gút hai len này lại nhé. Sau khi gút xong thì mình sẽ giấu len. Thay vì là mình cắt như là phần chân, mình sẽ giấu len cho nó đẹp nha các bạn. Vì ở đây là gần phần miệng á. Giấu được một đoạn rồi thì mình cắt len đi. Phần tay bên kia mình cũng giấu tương tự nhé.
Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần dây cài nha. Đầu tiên mình là sẽ làm phần trái tim. Trái tim thì sẽ có hai cái vòng tròn thế này. Mình đã làm được một cái và mình đã cắt len đi. Thì cái thứ hai mình cũng sẽ làm tương tự nha. Đầu tiên mình tạo một vòng tròn ma thuật. Mình đẩy len từ phía trên xuống. Ngón cái và ngón giữa mình giữ len. Sau đó mình đưa kim qua nè. Vòng kim lấy len kéo qua. Mình đã được một vòng tròn rồi đó các bạn. Sau đó mình len một bính. Tiếp tục tại vòng tròn mình móc vào 5 mũi đơn. Mình đưa kim qua vòng tròn, đưa kim lên trên phía len nha. Lấy len qua nè. Rồi lấy len kéo qua hai vòng len, mình được mũi đơn thứ nhất. Và các bạn đánh dấu lại chân này giúp mình nha. Rồi tiếp tục mình móc thêm 4 mũi đơn nữa ha. Mũi đơn thứ hai nè, tiếp tục. Mũi đơn thứ ba, tiếp tục. Mũi đơn thứ tư, tiếp tục. Và mũi đơn thứ năm. Sau đó mình sẽ dùng sợi len ngắn rút lại cho vòng tròn nhỏ lại nè. Rồi để kết thúc hàng thì tại chân đánh dấu là chân mũi đơn đầu tiên. Mình móc vào một mũi trượt. Mình xiết len lại ha. Đến hàng tiếp theo mình lên một bính. Tiếp tục xiết len. Tại chân vừa lên bính là cái chân mũi đơn mình vừa kết mũi trượt á, thì tại chân đó mình móc vào 2 mũi đơn nha, mình tăng chân nha. Mũi đơn thứ nhất nè, rồi mình đánh dấu lại nha, cuối hàng để mình dễ kết mũi trượt đó các bạn. Rồi tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một mũi đơn nữa ha. Vậy là mình tăng chân xong, đến chân tiếp theo mình cũng móc vào 2 mũi đơn. Một nè, tiếp tục tại chân đó. Và hai, đến chân tiếp theo cũng tương tự ha. Ở đây là mình có 5 chân, mỗi chân là mình móc 2 mũi đơn nha. Mình được 3 chân rồi nè, hai chân tiếp theo cũng tương tự ha. Một mũi đơn, tiếp tục tại chân đó nè. Rồi mình được 4 chân, tiếp tục chân tiếp theo. Mình móc vào 2 mũi đơn cùng một chân. Một rồi nè, tiếp tục tại chân đó. Và hai, để kết thúc hàng tại chân đánh dấu, mình kết một mũi trượt nha. Rồi mình xiết len, đến hàng tiếp theo mình lên một bính. Tại cái chân mình vừa kết mũi trượt là chân mũi đơn đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi các bạn đánh dấu lại chân này giúp mình nhé. Tiếp tục đến các chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một mũi đơn nha. Chân thứ hai rồi nè, tiếp tục chân tiếp theo. Chân thứ ba, ở đây là mình có 10 chân thì các bạn móc đủ 10 mũi đơn giúp mình ha. 4 5 6 7 8 9 và 10. Sau đó để kết thúc hàng thì tại chân đánh dấu mình sẽ móc vào một mũi trượt. Vậy là mình đã xong hàng thứ 3. Rồi mình đẩy mặt phải ra nè. Sau đó mình sẽ cắt len cho mảnh thứ nhất. Còn mảnh thứ hai mình đang móc mình không cắt, mà mình sẽ nối vào mảnh thứ nhất nha các bạn. Và cách nối như sau. Đây là chân mũi đơn, chỗ mà mình đã kết mũi trượt. Mình nối vào chân đó nha. Và để nối thì mình sẽ móc một mũi trượt. Rồi mình xiết len lại, đến hàng tiếp theo mình lên một bính và mình xiết len. Hàng này mình sẽ móc như sau, tại cái chân mà mình vừa nối là chân đầu tiên nè, mình móc vào một mũi đơn. Và các bạn đánh dấu lại chân này giúp mình. Tiếp tục chân tiếp theo mình móc vào một mũi đơn. Mình được mũi đơn thứ hai, chân thứ ba mình cũng móc một mũi đơn. Chân thứ tư mình móc một mũi đơn. Rồi chân thứ năm nè. Chân thứ sáu mình móc vào một mũi đơn ha. Rồi đến chân thứ bảy nè.
Tiếp tục chân thứ 8. Chân thứ 9. Và chân thứ 10. Rồi sau đó cái phần len thừa ở bên trong nè các bạn cắt đi cho gọn nhé, để mình móc không có bị vướng nè. Sau khi mình móc xong 10 mũi đơn cho mảnh đầu tiên thì tiếp tục mình móc 10 mũi đơn cho mảnh thứ hai nha. Đây tại chân này nè các bạn. Mình móc vào 1 mũi đơn. Rồi tiếp tục chân tiếp theo mình cũng móc 1 mũi đơn. 2 rồi nè. Rồi chân tiếp theo. 3. Chân tiếp theo. 4. Chân tiếp theo. 5. 6. 7. 8. 9. Và 10. Rồi, vậy là mình đã xong. Để kết thúc hàng thì tại chân đánh dấu mình sẽ móc vào 1 mũi trượt nhé. Vậy là mình đã xong hàng thứ tư. Đến hàng tiếp theo mình lên một bính, rồi mình siết lên. Tại cái chân mình vừa kết mũi trượt là chân mũi đơn đầu tiên á, cái chân này nó hơi nhỏ này các bạn, tránh bị sót ha. Thì tại chân đó mình móc vào một mũi đơn. Rồi các bạn đánh dấu lại chân này giúp mình. Rồi tiếp tục ba chân tiếp theo, mỗi chân mình móc một mũi đơn nha. Rồi chân tiếp theo nè. Chân tiếp theo. Vậy là mình đã móc xong 4 mũi đơn. Thì đến 2 chân tiếp theo mình giảm 2 chân thành 1. Mình đưa kim vào chân trước. Tiếp tục đưa kim vào chân trước của chân tiếp theo. Mình lấy len móc 1 mũi đơn. Vậy là mình đã giảm xong. Rồi mình lặp lại nha. Đến 4 chân tiếp theo các bạn móc cho mình mỗi chân là 1 mũi đơn. 1 rồi nè, chân tiếp theo. 2. Chân tiếp theo. 3. Chân tiếp theo. Và 4. Rồi đến 2 chân tiếp theo thì mình lại giảm 2 chân thành 1 nhé. Mình đưa kim vào chân trước nè. Tiếp tục đưa kim vào chân trước chân tiếp theo. Mình lấy len móc 1 mũi đơn. Mình đã giảm xong. Rồi bây giờ mình lặp lại 4 chân tiếp theo. Mỗi chân mình móc 1 mũi đơn ha. 1 nè. Rồi 2 chân tiếp theo. 3 chân tiếp theo. Và 4. Đến 2 chân tiếp theo mình lại giảm 2 chân thành 1. Vậy là mình đã giảm xong. Đến 2 chân cuối thì mỗi chân mình móc 1 mũi đơn nha. 1 nè. Rồi chân tiếp theo. Và 2. Sau đó để kết thúc hàng tại chân đánh dấu mình móc 1 mũi trượt. Tiếp tục đến hàng tiếp theo mình lên 1 bính. Hàng này mình vẫn giảm nha các bạn. Và cách giảm như sau. Chân mình vừa kết mũi trượt nè, mình sẽ móc vào 1 mũi đơn. Các bạn đánh dấu lại chân này giúp mình nha. Tiếp tục đến 2 chân tiếp theo, mỗi chân mình móc 1 mũi đơn nha. Rồi chân tiếp theo cũng là 1 mũi đơn nè. Sau khi móc xong 3 mũi đơn liên tiếp thì 2 chân tiếp theo mình giảm thành 1. Rồi tiếp tục đến 3 chân tiếp theo, mỗi chân là mình móc 1 mũi đơn nha. Mình lặp lại đó các bạn. 1. Chân tiếp theo. 2. Chân tiếp theo. Và 3. Thì đến 2 chân tiếp theo nữa mình lại giảm 2 chân thành 1. Tiếp tục đến 3 chân tiếp theo, mỗi chân mình móc 1 mũi đơn. Mình lặp lại lần thứ 3 nha. 1 nè, chân tiếp theo. 2, chân tiếp theo. Và 3, thì đến 2 chân tiếp theo mình lại giảm 2 chân thành 1.
Và đến hai chân cuối nè thì mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn nha. Một nè, rồi chân tiếp theo. Và hai. Sau đó để kết thúc hàng tại chân đánh dấu mình móc một mũi trượt. Khúc này cái trái tim của mình nhỏ dần rồi nè các bạn, mình sẽ nhồi bông gòn vào nha. Mình đã nhồi xong rồi thì đến hàng tiếp theo mình lên một bính. Tại chân vừa lên bính là cái chân mình kết mũi trượt á, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi mình đánh dấu lại chân này nhé. Tiếp tục chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Thì đến hai chân tiếp theo mình sẽ giảm hai chân thành một. Rồi tiếp tục đến hai chân tiếp theo, mỗi chân mình móc một mũi đơn. Một nè, rồi chân tiếp theo. Và hai. Thì đến hai chân tiếp theo mình lại giảm hai chân thành một nhé. Rồi tiếp tục đến hai chân tiếp theo, mỗi chân mình móc một mũi đơn. Một nè, rồi chân tiếp theo là một mũi đơn. Hai. Thì đến hai chân tiếp theo mình lại giảm hai chân thành một. Rồi vậy là mình đã giảm xong. Thì đến hai chân cuối mỗi chân mình móc một mũi đơn nha. Một chân tiếp theo nè. Và hai. Vậy là mình đã xong. Thì để kết thúc hàng tại chân đánh dấu mình móc một mũi trượt nhé. Rồi tiếp theo các bạn kiểm tra lại xem là trái tim của mình đã đầy hay chưa. Nếu chưa thì mình tiếp tục nhồi bông gòn thêm vào nhé. Rồi bây giờ mình móc tiếp nha, mình lên một bính. Tại chân mình vừa lên bính nè, là chân đầu tiên á, mình móc vào một mũi đơn. Rồi các bạn đánh dấu lại ha. Tiếp tục đến hai chân tiếp theo, mình sẽ giảm hai chân thành một nha. Rồi đến chân tiếp theo mình lại móc một mũi đơn. Thì đến hai chân tiếp theo mình giảm thành một. Tiếp tục đến chân tiếp theo mình lại móc một mũi đơn. Thì hai chân tiếp theo mình lại giảm thành một. Vậy là mình đã giảm xong cho đến còn hai chân cuối nè, thì mỗi chân mình móc vào một mũi đơn nha. Một nè, tiếp tục chân tiếp theo. Và hai. Sau đó để kết thúc hàng thì tại chân đánh dấu mình sẽ kết vào một mũi trượt. Rồi mình xiết lên lại, các bạn chừa cho mình một đoạn len dài rồi mình cắt len đi nha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn phần trái tim. Thì tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một đoạn dây bính dài từ 18 cho đến 20cm nha. Ở đây là mình đã móc được 18cm rồi nè. Và mình lên tổng cộng là 50 bính nha. Rồi tiếp theo các bạn gập đôi đoạn len này lại giúp mình. Và sau đó mình sẽ cột hai đầu đoạn len này lại với nhau.
Sau khi cột xong thì mình sẽ xỏ vào kim. Và sau đó mình sẽ xỏ vào trái tim. Rồi mình điều chỉnh lại nha. Cái đoạn len này các bạn từ từ cắt ha. Rồi sau đó cái phần len màu hồng mà mình đã chừa ra lúc nãy, mình tiếp tục xỏ qua kim. Sau đó mình sẽ may rút trái tim này lại nha. Và cách may như sau. Đây là cái chân mình vừa kết mũi trượt nè. Mình xỏ từ chân trước, luồn qua chân trước của chân kế bên. Rồi mình lấy len. Mình chưa có rút nha các bạn. Tiếp tục đến hai chân tiếp theo mình làm tương tự. Đưa kim vào chân trước, rồi vòng xuống chân trước của chân kế bên nè. Rồi mình lấy len. Tiếp tục, ở đây là mình có 8 chân thì mình làm được 4 lần ha. Rồi lần thứ 3 nè. Rồi tiếp tục đến lần thứ 4 ha. Chân trước luồn qua chân trước bên kia. Rồi lúc này mình mới bắt đầu rút len lại nha, cho cái chân nhỏ lại. Sau khi rút xong rồi thì mình sẽ tiếp tục may từ chân qua đoạn dây bính, để mình cố định cái đoạn dây này lại nha các bạn. Bởi vì khi mà mình xỏ qua trái tim rồi á, nó chưa có được chắc chắn lắm thì mình tiếp tục mình may nha. Và các bạn thực hiện như trong video nhé. Rồi sau đó mình sẽ giấu len thừa đi bằng cách mình đưa kim vào trong phần trái tim ha. Và lúc này mình cắt len màu hồng cũng như len màu trắng đi nha các bạn. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn phần dây cột rồi nè. Và tiếp theo là mình sẽ làm phần mắt nha. Đầu tiên mình cũng tạo một vòng tròn ma thuật. Mình đẩy len từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ len. Mình đưa kim qua nè, vòng kim, đẩy len, kéo qua. Sau đó mình lên một bính. Tại vòng tròn các bạn móc vào cho mình 6 mũi đơn nha. Mũi đơn thứ nhất, mình đánh dấu lại để tí nữa mình kết mũi trượt cho nó dễ nha các bạn. Tiếp tục mình móc thêm 5 mũi đơn nữa ha. Mũi đơn thứ 2 nè. Mũi đơn thứ 3. Mũi đơn thứ 4. Mũi đơn thứ 5. Và mũi đơn thứ 6. Sau đó mình sẽ rút len cho vòng tròn nhỏ lại. Rồi kết hàng tại chân đánh dấu nha. Mình đưa kim qua chân. Rồi lấy len qua làm kết một mũi trượt ha. Sau đó các bạn cắt len. Rồi mình rút len nè. Rồi bây giờ mình giấu len thừa đi nha. Và cách giấu như sau. Đây là cái chân mình vừa kết mũi trượt. Mình sẽ đưa kim từ dưới lên trên vào chân kế bên. Rồi mình lấy cái len đó mình kéo qua. Rồi mình sẽ cột hai sợi len này lại với nhau. Rồi mình cắt len thừa đi. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn phần mắt rồi nè. Và mình dán vào nữa là xong nha.
công đoạn cuối cùng là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tóc nha. Ở đây là mình sẽ chuẩn bị 10 đoạn len dài tầm 20cm ha. Ở đây mình đo ra được 20cm rồi nè, rồi sau đó mình sẽ gặp lại. Mình được 2 sợi nè, tiếp tục gặp lần thứ 3. Gặp lần thứ 4, để được 10 sợi thì mình gặp 10 lần ha. Rồi lần thứ 5 nè. Cũng không cần phải chính xác 100% đâu ha các bạn. Lần thứ 6. Lần thứ 7. Lần thứ 8. Lần thứ 9. Và lần thứ 10. Vậy là mình đã được 10 sợi rồi đó. Rồi bây giờ mình cắt len đi. Sau đó những phần len này, những cái đầu len này các bạn cắt đi ha. Rồi đầu bên kia mình cũng cắt tương tự nè. Vậy là mình đã làm xong 10 sợi đầu tiên, các bạn chuẩn bị cho mình thêm 10 sợi tương tự ha. Mình đã chuẩn bị xong 2 đoạn len rồi thì tiếp theo mình sẽ nối vào phần đầu nhé. Mình sẽ xác định từ hàng cuối ha. Thì mình sẽ đếm xuống, đây là hàng thứ 2 và hàng thứ 3. Thì mình sẽ đưa kim từ hàng thứ 3 nè và ngược lên hàng thứ 2. Rồi sau đó mình bắt đầu lấy len qua. Mình đã xong được một bên thì bên còn lại mình cũng làm tương tự ha. Mình bỏ qua chân của hàng cuối và mình sẽ bắt đầu từ hai hàng tiếp theo nha. Vậy là mình đã xỏ xong phần tóc thứ hai, tiếp theo các bạn điều chỉnh lại hai bên cho đều nha. Và sau đó mình sẽ chia phần tóc này ra 3 phần. Và mình sẽ đan tóc nha các bạn. Ở đây là mình sẽ thắt bính nha các bạn. Nếu bạn nào muốn cái phần tóc như cái túi màu xanh trước đó đó thì mình chỉ cần cột 2 chùm là được nha. Rồi, sau khi thắt bính được một đoạn rồi, mình sẽ chuẩn bị một đoạn len màu hồng. Mình cột đoạn dây bính này lại ha. Và các bạn cột thật là chắc tay nha. Mình cột xong phần trước rồi thì mình cột ở phía sau nè. Mình cột thêm vài vòng nữa cho chắc chắn nha. Vậy là mình đã cột xong được một bên. Bên còn lại các bạn cũng làm tương tự nha. Sau khi làm xong cả hai bên rồi thì tiếp theo mình sẽ tỉa tóc lại cho đều ha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm phần tóc. Bạn nào thích làm giống như túi màu xanh này thì làm ha. Và cuối cùng các bạn chỉ cần xỏ dây trái tim vào nữa là xong nha. Mình đưa kim từ trong ra ngoài nè. Mình lấy đoạn dây mình kéo qua. Và cuối cùng là mình sẽ trang trí mỗi em làm một chiếc túi nhỏ xinh xắn như thế này. Về phần video hướng dẫn, nếu bạn nào muốn thì các bạn comment ở phía dưới để mình ra video sau nha. Còn video này khá dài rồi nên mình sẽ kết thúc tại đây. Mình chúc các bạn móc chiếc túi này thành công nha. Các bạn thấy clip bổ ích thì đừng quên cho mình một tim và một follow ủng hộ mình nhé.